Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể các đồng chí. Và ngay sau đây, thay mặt ban tổ chức buổi lễ, cho phép chúng tôi được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đinh Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An sẽ lên phát biểu khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý. Cách đây 60 năm, ngày 29 tháng 12 năm 1956, Bộ Thương nghiệp đã ban hành Nghị định số 466 BTN thành lập Công ty Xăng dầu Mỡ kiêm Tổng kho Vinh, tiền thân của Công ty Xăng dầu Nghệ An, trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương, đánh dấu chuyển hướng tích cực sự phát triển của ngành xăng dầu trên địa bàn Bắc Trung Bộ. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển ở mọi giai đoạn khác nhau, công ty luôn có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tỉnh Nghệ An và cùng cả nước làm nên chiến thắng vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, góp sức vào thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Để ghi nhận những thành tựu và đóng góp của công ty, Đảng, Nhà nước đã trao tặng công ty nhiều phần thưởng cao quý như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương độc lập hạng nhì, Huân chương độc lập hạng ba. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, ngày 2 tháng 8 năm 2016, tập thể cán bộ công nhân viên công ty tiếp tục được vinh dự tự hào được Chủ tịch nước ký quyết định tặng Huân chương lao động hạng nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2011-2015. Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai do nhà nước trao tặng. Về dự lễ hôm nay, về phía Bộ Công Thương, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Đình Tuyển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo vụ thị trường trong nước, vụ kế hoạch, vụ thi đua khen thưởng Bộ Công Thương. Và tại buổi lễ long trọng này, công ty vinh dự vui mừng được đón nhận lãng hoa chúc mừng của đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về phía tỉnh Nghệ An, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Mạo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh. Các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ khối doanh nghiệp Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Cục thuế Nghệ An, Hải quan Nghệ An, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Nghệ An, Bảo hiểm xã hội Nghệ An, Khu kinh tế Đông Nam, lãnh đạo các sở Công thương, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Tài chính, Giao thông, Khoa học công nghệ, Lao động thương binh xã hội, Vụ kế hoạch, Sở đầu kế hoạch đầu tư, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Y tế Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo chi nhánh VCCI Nghệ An, Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, Báo Công an Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An, các đồng chí lãnh đạo thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, lãnh đạo các hiệp hội và các cơ quan đơn vị khác, đặc biệt hôm nay có các mẹ Việt Nam anh hùng, tôi xin trân trọng giới thiệu mẹ Lê Thị Sáu và mẹ Nguyễn Thị Huệ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Thịnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Ngọc Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Thái Hương, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Hội đồng Quản trị, lãnh đạo các phòng ban của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các công ty thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Về phía khách hàng, đối tác, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị là bạn hàng, khách hàng, những đơn vị và cá nhân đã gắn bó với công ty trong nhiều năm qua, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía công ty Xăng dầu Nghệ An, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Sĩ Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty. Các đồng chí trong ban lãnh đạo công ty và các phòng ban đơn vị trực thuộc, các đồng chí nguyên là lãnh đạo công ty qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên là cán bộ công nhân viên công ty Xăng dầu Nghệ An, đến dự lễ và đưa tin hôm nay còn có các phóng viên của các báo đài trung ương và địa phương. Thay mặt ban tổ chức, xin chúc được nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu và các vị khách quý có mặt trong buổi lễ trang trọng này. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, những thành quả đáng khích lệ mà công ty Xăng dầu Nghệ An đạt được ngày hôm nay chính là nhờ nỗ lực không mệt mỏi của tập thể lãnh đạo và người lao động công ty qua các thời kỳ, sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành của tỉnh Nghệ An, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, sự gắn bó, ủng hộ, tin tưởng của hợp tác gần xa của các khách hàng. Chặng đường ở phía trước còn đang rộng mở nhưng cũng còn nhiều khó khăn và thách thức. Công ty Xăng dầu Nghệ An với phương châm đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển sẽ nguyện tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu hoàn thiện ở tất cả các mặt hoạt động để vươn tới một tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp chung của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, kinh tế, xã hội trên địa bàn. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép được khai mạc buổi lễ, kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.